xuống, xong là bố xin lỗi mẹ Thanh đâm vào. Kể cả là đây này, đúng không ạ? Năm mà đấy, đấy nghe nói em yêu à, đây gọi em yêu à, anh biết thời gian qua anh đã hiểu nhầm em đấy, và anh có lỗi mỗi từ này, và anh có lỗi rất nhiều với em, quỳ xuống anh xin em tha thứ cho anh về với anh nhé, đấy nó phải là như thế. Bố là hay là thổi giả gì cái hoa sao lại bố sao lại ra đây. Đấy hoa cho người đẹp. Bây giờ là văn của bọn con là bây giờ là con gái người ta làm như kiểu là người ta yêu bằng tai của hiểu không? Làm mật ngọt các thứ vào. Thôi. Giải thôi. Không. Thôi là bố. Phải. Ừ. Cái gì đây? Sao lại bỏ bé tí vậy? Hết rồi. Sợi hết. Trời ơi. Anh bảo nha. Bố ơi, bỏ hoa một bông này. Hay là ngày bình thường cũng phải là ngày lễ ngày Tết thì đâu, nên người ta chắc là người ta bán hết từ cái ngày mà lễ Tết rồi, nên là người ta bảo là không làm kịp, nên thương người ta bó luôn cho em một bó con còn này. Một bó này à? À, người ta bảo là không làm kịp nhưng mà em bảo là em cần luôn. Thế nhìn nó lon ron quá à? Hay là em đi đổi lại một bó khác, tại vì em điện nhanh cũng được. Thôi một bó được, một bông được, một bông nhưng mà miễn sao tâm cảm của bố trong đấy, tình cảm của mình ở trong đấy. Bố ơi, bố ơi, bố bố ơi, cái bảo đây, cái bảo sao vậy? Gì? Bố đây cái nào? Đây. Bây giờ bố cầm lấy cái này. Bố vào. Xem nào. Nó sao? Quần bố đi. Bây giờ bố vào. Áo trắng sơ vi vào cho con. Đi đâu? Đi xuống gặp em yêu. Xuống gặp em yêu. Hôm qua nọ xuống bố xuống này. Xuống nhưng mà bố đã thành tâm đâu, nó mẹ về, nó mẹ về. Vậy được rồi, thành tâm gì nữa. Bây giờ để con dạy bố nhá, bố đào áo trắng sơ vin vào. Đấy, xong là cầm bó hoa này bố xuống tặng mẹ cho con. Già gì kìa. Từ em sắp có cháu nơi gần này hóa huyết. Thôi được. Đi thôi. Đi đi đi. Vào đây. Đi mặc quần áo đi. Vào đây mặc quần áo sơ vin vào. Ôi. Đây, vào đây lấy quần áo. Vào đây lấy quần áo. Đâu quần áo? Bố đâu? Anh không bố là lấy quần áo. Anh cười nhiều. Anh cầm đi rồi. Bố đây. Nhựa bố nha, bố mang phải xuống, bố đưa cho mẹ nha. Đây, bố mặc vào đi, bố mặc vào, xong đi đi, sơ vi vào. Đi, người đi, 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 bố đi, bố có muốn vậy, bố muốn mẹ vào không? Bố muốn mẹ vào không? Chưa thành tâm. Tâm là vậy, tâm chưa, bố cứ bảo đi, bố cứ nghe con. Ơi bố, cho bố anh. Cạnh. Ngại. Ngại của mình. Đang chí hổ. Đi nghe con đấy. Cạnh bố, cho bố cứ tự nghĩ biết hiểu. Kinh nghiệm nha, anh nói nha. Về kinh nghiệm trường đời nhá, bố hơn anh đấy, nhưng mà kinh nghiệm về tình yêu nhá, bố không nhiều anh đâu. Thì biết đâu ngày trước bố tán mẹ hơn bố tán mẹ, nhưng mà đấy là cái văn của ngày xưa rồi. Ừ. Khô khan rồi, không bây giờ là nó mới mẻ. Bây giờ bố xuống tầm bóng hoa này, anh mượn xe Khánh đi rồi. Lại đánh bố đánh ô tô xuống. Đấy là đón mẹ bà Hoàng luôn. Ừ, là mẹ chưa biết là bố đi à bố à mẹ chưa biết là anh Khánh mới mượn ô tô nhỉ. Nói chung là có ô tô xuống đón mẹ của cô Du là hoành tráng rồi, cho hoành tráng rồi. Nhưng nay mà không về nữa tí hiểu không? Mà sao bông hoa? Tại vì người ta hỏi làm vội như ấy nhứ. Cái cắm vào vậy là xong hả? Ý là người ta bỏ cái này là mới cứ mất lâu này. Còn cái... Anh phải tha thứ cho anh nhé. Anh tưởng tượng đến bố nói những cái câu đấy nó buồn cười. Với xong chưa? Bố! Bố sao vin nữa hả? Đâu, anh sốt ruột. Giờ thôi thì chả bây giờ bố mẹ về là mừng rồi. Mình phải bày cách để cho bố xin lỗi mẹ đi. Mẹ bây giờ là đang rất giận bố, hiểu không? À? Mẹ về chắc là vui cửa vui nhà. Giờ cũng một mình bố ở nhà nó buồn. Thì được để đây cho bố đi. Bố ơi. Á chà. Wow. Ra đây. Đây. Chưa được có tắt thôi. Kinh. Ông ơi điểm luôn. Cao lấy. Sai, đẹp trai đấy, sao? Như trai 18 luôn. Đây, cái gì nào? Á chà, tóc vuốt vuốt lên, xịt nước hoa thơm mướt. Đấy. Để nhà bố đi giày vào, không cần thật, đi giày vào. Không cần thật. Bỏ qua tất luôn. Đi tất bố. Đấy.
được. Xài lắm. Được. Mấy điểm luôn. Mấy điểm. Tuyệt vời. Đấy, xài. Để ra đây. Bây giờ nha, các bạn bố cầm bó hoa này. Đấy, bố xuống. Sao là bố xin lỗi mẹ Thành Tâm vào. Kể cả là đây này. Bố bảo này. Năm mà. Đấy, đấy nha các bạn. Em yêu à. Đấy, bố bảo em yêu à. Anh biết. Thời gian qua anh đã hiểu nhầm em. Đấy. Và anh có lỗi mỗi thứ này. Và anh có lỗi rất nhiều với em. Quỳ xuống. Anh xin em tha thứ cho anh. Về với anh nhé. Đấy. Nó phải là như thế. Bố này. Anh được thử giả gì kiểu hoa. Sao lại bố sao lại ra ở. Đấy hoa. Bây giờ là văn, văn của bọn con là. Bây giờ là con gái. Người ta làm như kiểu là người ta yêu bằng tai của em. Làm phải mật ngọt các thứ vào. Thôi. Dài thôi. Không. Thôi là bố. Phải. Ấy không thôi được. Wow, lần trước bố đã ăn mặc bình thường. Lần trước bố mình rồi. Nè bố mình. Bố mình không được. Bố mình quỳ vào mũi. Đây trên mẹ đi. Kìa. Đây. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bố đứng, bố đứng như là. Thằng chưa anh ơi. Thôi sao lại thôi hả bố bây giờ nhá. Bố cứ mang bó hoa này xuống. Bố ăn mặc đẹp như vậy mẹ phải biết chứ. Nếu bố ấy bố. Làm nước hoa, nước hoa. Thôi thôi thôi. Bố im. Nào. Ít xài. Nhít ra mức không đấy. Thôi, hay thôi. Thôi, chứ qua đây, chứ qua đây. Thôi, như này được. Đấy, bây giờ bố cứ xuống, bố làm y như vậy con. Giờ bố có muốn mẹ về không? Đấy, muốn ra, muốn thì bố mới làm, nhưng bố lại ngại như thế thì làm sao mày? Không được ngại, bố mẹ không được ngại. Bố không già, bố vẫn trẻ như người ta luôn. Chứ qua xe thôi. Đây này, trước bố ấy này, bố xuống bảo mẹ này. Lấy là lần trước bố chỉ xuống nói bình thường thôi, lần này nhá có cả ô tô nhá, hoa nhá, quần áo nhá. Con mượn hẳn ô tô này này để cho bố xin lỗi mẹ đi ra đây. Đi đi bố, 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 đừng cạnh bố thơm lắm. Để con, cái con thích nữa là mẹ. Đi cạnh bố thơm lắm anh ạ. Cầm bước luôn. Bây giờ bố mẹ là phải lãng mạn, bố hiểu không? Đây. Anh bỏ ô tô cho bố lắc mắt rồi. Nào. Đấy, đi nữa bố xuống bố bấm nhá. Đây. Đấy, bố tôi thấy chưa? Thôi thôi. Sao lại thôi? Thôi bố bây giờ có ô tô. Vậy thì thôi kệ bố cho con xuống cái bảo mẹ đừng về nữa. Anh không. Cái bảo mẹ đừng về nữa. Bố cứ vậy bố ngại. Không có gì phải ngại. Bố phải ngại. Cái này là bố phải nghe con, kinh nghiệm bố nhiều hơn con nhưng mà về tình yêu ấy, bố giờ bố không bằng được đâu. Đấy không? Đấy, bây giờ là bố cứ làm y hệt như vậy cho con. Đấy, bây giờ cứ lùi. Hôm nọ bố xuống là ấy thôi, hôm nay bó hoa này, bố ăn mặc đẹp vậy, nước hoa thì thôi, con đứng cạnh bố còn kim mê kim bạc. Ờ, mẹ. Nên là hôm nay là bố xuống muốn nói chuyện mẹ, từ gì bố đón được mẹ về rồi. Mẹ là giận bố lắm ấy, tại vì bố trước Thành Tâm thôi, mẹ bảo vậy. Ấy bố bây giờ mình bây giờ có hoa này, bây giờ bọn con ủng hộ bố như vậy là bố phải nịnh được mẹ về chứ. Không thôi. Đặng anh quay xe. Đây, bố nhìn vào đây, đấy đứng như này, đứng cạnh ô tô luôn. Đấy đẹp trai luôn, đấy chị. Hay là làm tí hoa nhìn như kiểu xe dâu luôn, bố xuống rước mẹ. Cho nó nhìn rỡ. Hay đi con đi giả đi hoa ở đây nha. Đi giả đi hoa ở đây nha bố nha. Bố cứ làm thôi như này y hệt lời con, y hệt lời con như này nhá. Bố xuống bố nói y hệt như con. Quỳ xuống đây này. Quỳ xuống. Anh xin lỗi em. Xong à, đưa hoa cho. Năm mà. Ơi, ông kia. Đây này. Bố đang ngại đấy. Năm mà. Đấy. Anh có lời khen ngợi đến sắc đẹp của em đấy. Đấy, rồi nói như thế. Anh mong em được. Mong được em tha thứ. Đấy. Hãy về với anh nhé. Đấy. Bố nói y hệt như vậy cho con. Kiểu gì là mẹ đổ đứa đứ luôn. Như kiểu ngày xưa bố đi tán mẹ ấy. Ngày xưa bố đi tán mẹ bố nói như nào. Giờ bố nói yên như vậy nha. Lên đường. Thôi cái lên đường. Cho bố ngồi. Giờ là chứ. bố quyết định bố cứ đi không. Bố đi không. Bố không đi là đi không nha. Về đâu. Đi là phải nói yên như con. Cho bố sang cái chỗ ngồi. Đây. Mời ngài. Đây con lái nha. Mời ngài. Bố vào đây. Đây. Lên xe mày, lên xe, đi đưa chú giải. Đi đưa cô dâu.